Tuổi thơ đầy nước mắt của nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy. Tuổi thơ của nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy là chuỗi ngày đầy khó khăn gian khổ, những niềm đam mê ca hát của bà luôn trẻ bỏng. Hồi ký của bà khiến cho nhiều người cảm động. Trong chương trình này, nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy trở về với quãng thời gian tuổi thơ khi bà lên Sài Gòn, ba mẹ bà sinh sống trong một căn nhà thuê ở chân cầu Ông Lãnh. Thời ấy, công việc của cô bé Lệ Thủy là phụ mẹ chăm em cũng như làm các công việc lặt vặt của gia đình. Để có miếng ăn, mẹ bà phải đi xin phụ giúp việc, sau đó chuyển sang bàn bánh kẹo. Lệ Thủy theo mẹ bà bàn bưng, chén đĩa phục vụ cho khách. Kiên trì với nhiều năm với nghề bàn bánh nên gia đình của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cũng dần ổn định cuộc sống, có chút vốn nhẹ. Nên bà thuê riêng một nhà để làm cơ sở kinh doanh. 6 tuổi nhưng Lệ Thủy đã có trở thành trụ cột của mẹ. Trong buôn bán chế biến các loại bánh, vài năm sau, cha bà từ Vĩnh Long cũng lên đoàn tụ với gia đình tại Sài Gòn. Việc buôn bán dần khâm khá, mẹ của Lệ Thủy cũng mua được căn nhà nhỏ và tiếp tục sinh thêm 5-3 người con nữa. Dù vất vả trong việc mưu sinh, nhưng niềm đam mê ca hát cải lương trong cô bé Lệ Thủy luôn trẻ bỏng. Ở Sài Gòn, bà có dịp tiếp cận với những gánh cải lương nổi tiếng thời đó như gánh của Bầu Thắng, đi xem hát về Lệ Thủy, tập ngân nga 6 câu vòng cổ. Ở trường đại học, Lệ Thủy được bạn bè và thầy cô khuyến khích nên theo nghiệp ca hát. Điều đặc biệt là người thầy dạy Lệ Thủy và bà khuyên bà đi theo nghiệp cầm ca, chính là nhạc sĩ nổi tiếng Trầm Tự Thiêng. Rồi cơ hội cũng đến với Lệ Thủy khi có một người bạn của mẹ phát hiện được tài năng kiểu ca hát của Lệ Thủy và tìm cách đưa Lệ Thủy lên sân khấu. Thế nhưng đây là cuộc hành trình gian nan của một người vô danh như Lệ Thủy. Bà được giới thiệu về gánh hát của Út Trà Ôn, nhưng lần đầu đã bị từ chối vì đoàn có một cô đào nhỏ khác rồi. Không bỏ cuộc, Lệ Thủy tiếp tục tìm cơ hội khác. Nghe tin cảnh Trầm Vàng tuyển đào hát, bà nhờ nghệ sĩ Tàm Minh Nguyệt giới thiệu thử giọng và trùng tuyển. Những ngày đoàn tụ với Trầm Vàng, Lệ Thủy may mắn được trở thành làm con nuôi nên công việc ca hát bắt đầu có chút thuận lợi, nhưng cũng vất vả vì Lệ Thủy còn kiêm nhiệm việc trông em cho mẹ. Bà theo gánh Trầm Vàng lưu diễn khắp Sài Gòn, rồi xuống tận Biên Hòa, ăn ngủ dưới gầm sân khấu với chiếc chiếu nhỏ, một diễn viên mới. Như bà làm việc trọn đêm sân khấu để biểu diễn là không một vấn đề, nhưng Lê Thủy không nản lòng, bà chấp nhận mọi khó khăn để theo đuổi niềm đam mê của mình. Điều an ủi cho bà là dù không được lên sân khấu, nhưng với giọng trong trẻo, bà được cho là đứng ngâm thơ trong cánh gà. Chính vì điều đó, giọng của Lê Thủy cũng đến với khán giả. Sự kiên trì đam mê không bỏ cuộc của bà cuối cùng cũng được đền đáp. Bà được soạn ra nổi tiếng Viễn Châu cho làm thử vai Tiểu Đồng trong vở Quan Âm Thị Kính. Cuối cùng Lệ Thủy đã vượt qua để bước tiếp lên sân khấu với vai diễn đầu đời. Quan Âm Thị Kính trở nên nổi tiếng và diễn trong tuồng cũng giúp bà có thêm nhiều niềm vui khác, để rồi từ đó làm nên một tên tuổi cho nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy như bây giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.